Xin chào các bác nhé, em vừa về siêu phẩm máy rửa bát Panasonic TH4. Cái dòng máy hàng đấu giá lướt siêu đẹp luôn. Máy vừa rửa test, giờ đang trong quá trình bắt đầu sấy nó thổi khí nóng ra các bác này. Cực vip luôn nhá, một con TH4 khủng. Nước nóng bỏng 80 độ C. Máy đã test rửa. Ok. Đây là cái dòng TH4 hàng đấu giá lướt em nhập tuyển chọn của hàng đấu giá, hàng đời cao VIP. Quay qua xí địa chỉ chút thôi nhé. Liên hệ. Hàng này thì là em nhập cực đẹp luôn. TH4 thôi nhé. Đấy, đang sấy này. Mặt mũi các thứ. Gọi là cái dòng này em hay gọi là dành cho các bác khách hàng siêu kỹ tính. Nguyên zin tuyệt đối 100% tất cả từ hình thức, mặt mũi, lưng tôn thành vách cực đẹp. Lưng tôn thành vách cực đẹp nhé, vì nó hàng đấu giá được bảo quản từng chiếc qua đường sân bay các bác. Cho nên là lưng chiếc của nó gần như cái tỷ lệ xước rất ít, rồi nó bọc từng chiếc một về, không phải như hàng bãi. Nó phải chịu chi phí vận chuyển của đường hàng không. Và những cái máy này thì bên Nhật là họ vẫn đang bày bán ở các siêu thị đồ cũ, chứ không phải hàng bãi. Năm sản xuất 2020 các bạn này. Đấy. Tức là những cái này gần như là bên Nhật họ lướt dùng tí thì không dùng nhiều. TH4 series là 0863, công suất của máy đấy ạ. Đấy, lưng tôn thành vách này các bạn. Bác nào mà yêu cái đẹp nhé, cái nào muốn, bác nào muốn sự hoàn hảo thì các bác lấy nó đời TH4. Nội thất các thứ sạch đẹp như mới. Máy em bán ra bảo hành 1 năm, còn nguyên ni lông bằng dính của Nhật, bằng dính của Nhật. Các bác bóc ra thoải mái nhé, không bao giờ bị dính các cái keo vào trong phần sử dụng. Đẹp quá, TH4. Nói chung là máy này thì không phải quảng cáo nhiều rồi, vì nó đời mới, quá mới rồi. Bọn này là hai cánh mở dồn dưới là chiều cao 60. Các bác đặt để không các cái căn bếp nó đặt nổi lên bệ bếp hoặc đặt âm đều được. Nói chung là rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ. Quá mới, quá đẹp. Con này em bán là 9.3 các bác nhé. 9.3 bao hành 12 tháng, giá chưa bao gồm biến áp, chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Máy đắt tiền thì khi các bác mua thì các bác đặt cọc cho em trước 1 triệu nhé. Có cái sự giao dịch ràng buộc chốt giữa hai bên. Đấy, có cơ sở để người bán cũng không bán cho người khác. Và có cơ sở để người mua chắc chắn mua. Vì hàng nặng đắt tiền rồi có bưu điện thì yêu cầu có đặt cọc 1 triệu trước khi giao dịch. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Cảm ơn các bác.